Xin chào các anh chị em và các bạn nhé. Đây là chảo lửa này, thuốc trừ sâu dẹp, sâu rầy, chảo lửa. Này thì nó lưu dẫn nhé. Đây các anh chị để ý cái dòng này này, nó mời quá nhỉ, đây. Chú ý không phun thuốc kể từ khi lúa trổ này. Sử dụng để kết hợp với cái gói này, gói con rồng đây. Để trị con sâu đục ngọn và ăn lá bắp, lá ngô đấy. Con sâu này thì nó sẽ rất là khó chết. Các anh chị phải xịt đúng thuốc của nó thì nó mới có thể chết được con sâu đấy. Con sâu con thôi mà anh chị xịt mấy loại như là đây này, 500 EC hoặc 700 EC gì đấy, nó cũng không thể chết được con sâu đấy. Nhưng mà nếu đúng thuốc của nó ấy, dùng thuốc này, cái gói này trộn với cái gói chảo lửa đây, cho một bình, hai gói nó đều là thuốc bột hết, xịt thì nó sẽ chết nhá. Các anh chị xịt vào mấy cái thời điểm mà trời mát trời ấy, xịt vào cái ngọn của nó. Con sâu đấy nó hay ăn ở trong ngọn thôi, trong cái đọt thôi. Nó nằm trong đấy nó ăn, xong trời nắng thì nó chui xuống sâu. Còn cây thấp thì nó chui vào trong đọt ăn, xong bắt đầu là khi trời nắng thì nó lại chui xuống đất, nó nấp ở dưới đấy. Những con sâu này trời nóng nó không chịu được, trời nắng nóng nó không chịu được đâu nhá. Ban ngày thì không thấy nó đâu, nhưng buổi tối thì nó sẽ ra, hay ra ăn buổi tối, buổi trời mát đấy. Các anh chị lựa phun vào những cái thời điểm mà trời mát trời thôi. Kết hợp hai cái gói này lại với nhau. Rồi là khi hòa thì các anh chị sẽ cho nước vào trong bình trước nhé. Một gói này, mỗi thứ một gói một bình thì nó dễ rồi. Bình 20 lít ấy, 16-20 lít đều được. Khi hòa thì các anh chị cho nước vào bình trước, xong đổ thuốc sau, xong là quấy nó lên, rồi đem lên xịt thôi. Hai này kết hợp với nhau, các anh chị xịt xong sau một thời gian ngắn thì cây bắp nó sẽ mau lại thôi. Nó hết sâu là cây sẽ xanh trở lại, mau phát triển trở lại thôi. Đấy. Hai này kết hợp với nhau nó vừa diệt và thuốc nó vừa lưu dẫn trong cây luôn. Thì diệt được sâu sẽ mạnh hơn. Nếu trường hợp mà cái sâu, nếu như trong cái bãi bắp của các anh chị mà nó sâu ít ấy, ít sâu thì các anh chị có thể xịt chỉ có một lần thôi là nó hết. Nhưng mà nhiều sâu thì các anh chị phải xịt nhiều lần hơn thì nó mới hết được. Xịt cách nhau ra khoảng 4-5 ngày sau lại xịt một lần. Xịt ướt đều cái đám nào mà, xịt đến đám nào mà nó thấy có sâu đục ấy, sâu ăn ấy, thì các anh chị xịt đậm hơn. Xịt chủ yếu tập trung vào cái ngọn của nó thôi, vì con sâu này nó hay ăn ở trong ngọn này, nó nằm trong ngọn nó ăn. Và cảm ơn các anh chị đã xem video nhé, và hẹn gặp lại các anh chị ở video sau. Nếu anh chị nào muốn sử dụng thuốc này thì có thể gọi cho em qua số điện thoại là 0945 924 123 hoặc vào shop nông dược.com ấy. Trong đây sẽ có cái, và trong cái shop nông dược.com này sẽ có cái số điện thoại của em. Các anh chị thì có thể gọi cho em cũng được, hoặc là đặt hàng trong đây cũng được. Với lại một cái nữa, nếu mà những cái này mà các anh chị vào trong web mà chưa thấy thì có thể là cái đấy là em chưa kịp cập nhật lên. Vì là bận nên em chưa cập nhật lên được, thì trước sau thì em cũng sẽ cho những cái sản phẩm này nó lên trên web đấy thôi, để các anh chị tiện xem kể cả giá nữa. Chứ còn trên đây thì giá nhiều khi nó, em nói giá trên đây thì có thể là sang năm thì giá nó lên xuống thất thường ấy, thì nó sẽ không đúng với cái thời điểm đấy. Nên là các anh chị muốn biết giá thì có thể lên cái shop nông dược.com này nhé. Lên đây. Thì hôm nào rảnh rảnh thì em cũng vẫn quay những cái video như thế này để cho các anh chị cùng xem và tham khảo.
Anh chị nào xem, các anh chị xem xong nhớ cho em một like. Anh chị nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn ạ.